cái đùm nho quá đã luôn. Cảm nhận thấy sao anh ăn thử trái anh này á, ngọt hả? Ngọt ha, thấy sao anh? Ngọt ha, là nho màu nâu chua chua ngọt ngọt vừa ăn ha. Để con trái đen này rồi để con bẻ một trái đen này giờ để con ăn thử cái. Ngon, chua chua ngọt ngọt vừa ăn chứ không có chua quá. Nho mình có hai loại hả chú? Ba loại hả? Con thấy là cái loại này loại nho đỏ nè. Nè, cái này là loại nho đỏ. Dạ hello, em xin kính chào quý cô chú anh chị các bạn. Thì hôm nay em sẽ đi tham quan vườn nho Phước Điền ở thành phố Cao Lãnh. Thì vé vô tham quan cái vườn nho này á thì 40.000 một người. Cái vườn nho này thì nằm trên đường Phan Văn Khải, chỗ cái bệnh viện đa khoa của Đồng Tháp đó. Mình chạy khoảng chừng 15-20 phút thì mình sẽ chạy thẳng hoài. Trên con đường Phan Văn Khải chạy thẳng hoài thì thấy cái vườn nho có bảng chỉ dẫn. Vé tham quan thì 40.000 một người. Quy định khi bước vào vườn nho nè. Quý khách tham quan xin đừng hái nho. Nhưng mà cái anh thu vé đó, anh nói có ăn thì hái phía bên đây nè, một trái hai trái ăn thử thôi. Rồi đừng có hái nguyên chùm. Đây là cái cảnh của vườn nho. Đây có bán nho vô hộp sẵn, một hộp nho màu nâu này là 60 ha chị, một ký là 60.000 mà tại em căng theo chùm á anh. Vô hộp đủ gì 60 ha. Còn cái nho màu xanh bên đây là nho xanh, một ký là 120. Mắc hơn nho này. Dạ, đúng rồi, tại em căng là mình căng rồi mình vô hộp rồi mình để giá vậy ha. Đây cũng có người ta đi tham quan vườn nho. Ôi. Có kệ bên đó người ta đi đang vô tham quan vườn nho đó. Dâu. Bên đây là nho ăn thử. Bên đó có bán ổi. Những hộp này mua để khách tham quan mua mang về. Có bán cái viên chiên nữa. Giờ này chưa mà mọi người cũng vô tham quan đông quá nè. Thôi bây giờ mình đi xuống vườn nho, tham quan vườn nho thôi. Đây. Đó, mấy bạn này mới mua vé đi vô đó. Thì mua vé ở phía ngoài, chạy vô trong vườn nho nó khoảng 400m nữa là vào vườn nho. Quên không, bọn anh này em chụp giùm đi. Đây là những cái vòi mà xịt nước nè.
mình ta mở motor lên là bắt đầu nghe tưới tưới phúng xung quanh đó. Đây ông gì nghiên cứu ông chụp công ông đó làm đi. Anh ăn thử trái anh cảm nhận thấy sao anh ăn thử trái anh này hả? Cho ngọt mà. À, ngọt ha, thấy sao anh? Ngọt ha, là nho màu nâu chua chua ngọt ngọt vừa ăn ha. Rồi cái đó để mình để là xin đừng hái nho là cũng như mình ấy thôi ha chú. À, cái phần bên đó hạn chế hái, còn ví dụ như cái phần bên bên tay mặt này á thì dạ bà con cũng ăn trái hai trái thì thưởng thức thôi, thử coi được ha. Trời ơi nho nâu này á thì cũng chua chua ngọt ngọt quá, vừa ăn lắm con đó. Dạ để con trái đen này rồi để con bẻ một trái đen này và dạ, để con ăn thử cái. Ồ ngon, chua chua ngọt ngọt vừa ăn chứ không có chua quá. À, nho mình có hai loại hả chú? Ba loại hả? Con thấy là cái loại này loại nho đỏ nè. Nè cái này là loại nho đỏ nâu nâu. Rồi cái loại nho xanh là cái loại gì nữa chú? Nho hồng nhật. Dạ. Rồi rồi cái loại còn loại nào nữa, ba loại? Nho đen hay sao? Nho này nho kẹo nè, nho hồng nhật nè. À, nho nho màu xám nè, nho kẹo đó. Dạ, nho cái kẹo nho đỏ, đỏ nè. Dạ, cái nho này nho khác hồng lá khác nè. À, dạ, cái này nho đỏ. Rồi, còn nho hồng nhật thì nằm như kia. Cái này cái mô hình của mình xây dựng là bao lâu rồi mà mình nó mới có trái chú? Bắt đầu cue vô là đầu năm 2 nè, đầu năm rồi năm kia, năm 2019 là 2 năm rồi đó. Dạ. Yeah. 2 năm rồi mới ra trái được. Còn nho trồng thì chừng khoảng năm mấy hả? Dạ, 2 năm rồi. Lên liếp rồi phơi khô rồi phơi đất rồi kia rồi. Dạ. Năm mấy là có trái ha. Rồi, con cảm ơn chú. Đây. Con mấy cái gì mà? Dạ, dạ. Mình lấy cái giống nho là ở ngoài Ninh Thuận về hả chú? Ồ, qua bên đây cái lá nhiều mát nè. Trời ơi, nho đứng đụng đầu luôn. Nâu. Cái nho nâu nâu rồi, bên phía nãy là nho xanh. Trên đầu là nho không.
nó chín rồi là nó sẽ rất là ngọt luôn. Cái đùm nho quá đã luôn nè. Chùm nho đứng hò tay là quá đã luôn. Đây mọi người cũng tham quan vườn nho. Cá nhiều quá ha, cái hầm này nuôi cá. Cá này cá còn nhỏ. Cái này cá gì vậy? Chị biết không? Cá tra. Cá tra. Cá tra. Cá tra. Quăng xuống luôn. Nhiều nhiều lên cái. Ủa sao nó đi trước? Ui. Cái gì đây? Tắm nha, được tắm nha. Cái này được tắm nha. Cá này dễ nuôi. Cá tra. Ủa mình làm gì vậy cô? Cái này mình chiết nho à chú. Chiết mấy trái nhỏ nhỏ bỏ. Ờ chiết nhỏ quá bỏ hả? Dạ. Ủa chị cái nho mà xanh xanh này á chị là nho cũng cùng, cùng loại hả? Cùng loại nho móng tay đó. Nho móng tay, nhà này còn nhỏ hơn, còn đó nó lớn. À dạ. Còn nhỏ nó còn nhỏ. Trời ơi cái chùm nho mà nhỏ còn nhỏ nè. Nho móng tay. Ở đây mình vườn mình mấy loại nho lận cô? Bốn loại nho hả? Nho gì với nho gì? Dạ bốn loại ha. Rồi đến đây em cũng xin khép lại video. Chúc bà con cô bác cuối tuần vui vẻ. Bà con cô bác nào chưa bấm đăng ký kênh thì nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ cho em. Cảm ơn bà con cô bác rất nhiều.